Năm xưa, tại làng Fatima xa xôi nhỏ bé, Đức Mẹ đã hiện ra ân cần nhắn nhủ với loài người rằng: hãy ăn năn tội lỗi và năn lần chuỗi mân côi, và Mẹ sẽ không bao giờ quên con cái, nhất là trong giây phút lâm chung. Làng Fatima xa xôi,